và quá trình hình thành cực thú vị. Ngọc trai là một vật hình cầu cứng được một số loài vật tạo ra, chủ yếu là loài thân mềm như con trai. Ngọc trai được sử dụng làm đồ trang sức và cũng được tán thành bột để dùng trong mỹ phẩm. Ngọc trai được đánh giá là một loại đá quý và được nuôi và thu hoạch để làm đồ trang sức. Mọi người nghĩ rằng ngọc trai đến từ những hạt cát nhưng quá trình tạo ra chúng không đơn giản như vậy. Ban đầu khi có vật thể lạ chui vào cơ thể để bảo vệ mình, con trai sẽ bắt đầu bao phủ chúng trong nhiều lớp khoáng chất xa cừ. Sau nhiều năm, những lớp này đè lên nhau và ngọc trai được tạo ra ngọc trai có nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau nhưng ngọc trai màu đen thì chỉ có ở nam thái bình dương